chung lối, thương yêu rồi biến gửi về mô, kỷ niệm cũ tan vào hư vô. Cầm tay bốn mắt thương cảm nỗi sầu, tiễn đưa bụi ngùi hai đứa như nhau. Đời không bao giờ hợp nhau mãi mãi, thương yêu rồi nỡ đành biệt nhau. Con có ba mẹ, trời ơi, hát hay của nhà Quang Linh. Trời ơi, Quỳnh Hương ơi, mẹ mới họp phụ huynh cho hai con xong. Cô giáo khen học giỏi mà hát hay lắm. Mừng ghê. Ba dẫn hai đứa con đi mua đồ chơi nha. Đi về. Tiếng trọng kia về bộ. Đi về nhanh lên. Thương, nhỏ thương à. Trời ơi, đất dễ thương. Vậy thôi đó. Dễ thương. Một tràng hoa tay cho Quỳnh Nhi và Quốc Linh với sự hỗ trợ của Diệu Nhi và Nội Việt Trung. Cảm ơn. Anh cốc ổi mía ghim không? Anh chị ơi, cốc ổi mía ghim anh chị ơi. Ủa? Chị Bầu. Ờ. Chị Bầu. Chị Lộc Bầu. Ủa, em kêu chị hả? Chứ không lẽ em kêu ai?
Ôi, chị tưởng đâu là em kêu chị bầu tưởng tự kêu em á chứ. Trời ơi, thôi đi, ngày xưa em kêu chị là bà bầu, chị không chịu, nó kêu chị bầu đi cho trẻ. Thì đúng rồi, chị lúc nào mà không trẻ như gái 18. Thôi đi, bây giờ làm bộ lơ em phải không? Có đâu, người trong nhà không à. Thôi lo buôn bán chị đi. Ê, nha. Chị, nó nghe nè, hỏi cái này một cái. Ừ. Sắp diễn rồi. Đủ hết rồi. Bữa nay ca sĩ không ai bệnh luôn. Thấy thương quá à. Hỏi có một câu hỏi hoài luôn á. Ráng sanh nở xong đi chị cho lên sân khấu. Lúc đó nhớ hứa nha. Mai nguyên bộ đồ đẹp cho lên sân khấu lỏng lẫy luôn. Nhớ nha, em mà đi hát lại là nhớ tặng bộ đồ đẹp đó nha. Đứa nào nói mà không làm à. Bà bắn. Rồi. Dạ, bán đi nha. Bán xong rồi em chạy vô hậu trường lên nước lo cho nước mọi nồi, người nha. Ừ. Rồi, biết rồi. Ai cóc ổi mới ghi mồm. Ai cóc ổi mới ghi mồm. Bà bầu ơi, bà bầu ơi. À, quên nữa, à, thằng Tuấn Dũng tới chưa? Tuấn Dũng tới chưa? Em không bà biết, ơi. Để em vô em coi. Chết tôi rồi. Bà bầu. Hả? Trời đất ơi, tới hoài vậy cưng. Bữa nay là live show của Tuấn Dũng mà cưng tới đây rồi, đâu có chỗ cho cưng hát. Nè, nói nghe nè, muốn hát cũng được nữa. Ngày mai không có live show, cứ tới đi. Chưa có nghệ sĩ tới cái tôi lót lên cho hát. Chịu không? Nha. Mà cho tôi hát đi bà bầu. Thôi, ngày mai tới thì tôi cho hát vậy nha. Ơi, cái sĩ đủ hết rồi. Ừ. Đủ hết rồi đó. Lo lo buôn bán rồi vô lo nước nghe chưa? Mấy đứa đâu rồi, chuẩn bị mở màn cho live show Tuấn Dũng nè. Thôi, không có gì phải buồn hết trơn á. Bà dễ thương lắm. Cứ ngày nào cũng tới xin đi. Có bữa có gì á thì bà cho một cơ hội lên hát. Không có sao hết trơn á, bà dễ thương lắm. Bữa nay em với hai đứa đệ tử tới đây tính xin bà bầu hát. Vậy hả? Mà bà không cho hai đứa nhỏ đứng ngoài nắng quá trời. Thôi, không sao, đừng buồn chị nha. Nhìn dạ. Chị như vậy thôi, tại công việc bận bịu quá. Ngày xưa là chị cũng là ca sĩ đó chứ bộ. Dạ chị. Chị là đàn hát chính luôn á. Nói chứ là chị có bầu xong rồi á, bà nói thôi kệ, có bầu thì nghỉ dưỡng sức đi. Chừng nào đẻ xong á chị cho hát lại, dễ thương lắm. Dạ. Không có gì phải buồn, không có gì phải bỏ cuộc hết trơn á em. Nếu mà em đam mê hát đúng không? Mình dạ. Chưa có cơ hội thì mình cứ tiếp tục đam mê đi, rồi mà tiếp tục mình ước mơ sau này mình sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng đi. Rồi sẽ có một ngày cơ hội đến với em một cái là bùng lên liền, hiểu không? Không có sao hết trơn á. Dạ. Thôi giờ chuẩn bị diễn rồi, chị vô chị lo nước nồi bên trong nha. Dạ. Nha, không có sao, không có buồn nghe không? Dạ. Ừ. Khi bức màn buông, danh vọng hết, người về lòng ru sắt sầu thương, người giàu cười áo lao son phân, trả lại vinh quang lầm ngầm. Con chào thầy. Con chào thầy. À, hai đứa con vô rồi hả? Dạ. Hồi nãy giờ đứng ngoài kia có nắng không nè? Dạ không. Dạ không. À, con nhớ cái bài mà thầy dạy cho hai đứa con hát không? Dạ. Cái bài đó thầy thích lắm. Hai đứa phải ráng hát cho hay vô nghe không? Bây giờ hai đứa đứng ở đây, thầy ra ngoài kia mua nước cho hai đứa uống. Nhớ tập cái bài đó cho hay cho thầy nghe chưa? Dạ. Nhớ nghe không con? Dạ. Nha, thầy đi nha, chờ chút nha. Bạn hát trước đi. Bạn hát trước đi. Thôi, bạn hát trước đi. Rồi thì mình hát nghe. Hát nữa đi. Hát nữa đi anh, hơi bếp
buồn vui cây đắng mặn vần trăng tô đẹp má hát nửa đi em dù buồn vui cay đắng mặn nồng hát nửa đi em mỗi bước dài nối liền tương lai rồi ngày mai ước mơ trong đời đường đi hoa nở sánh vai tuyệt vời. Trời ơi hay dữ vậy, trời đất ơi từ nào giờ mời xô chưa bao giờ cho nó lên sân khấu hát, nay nó mở miệng hát hay dữ vậy trời. Rồi rồi đâu đây là hai đứa thần đồng này vậy hả? Dạ, nó đệ tử của em á chị. Trời đất ơi, hồi nãy gặp mà quên thì nói thiệt nghe, bây giờ cưng ngủ đi, sáng ngày mai cưng nổi tiếng liền. Dạ bầu. Hôm nay tự nhiên cái mặt cưng hào quang sáng chói luôn. Dạ cảm ơn bầu. Đất ơi, với điều kiện nè. Dạ tối nay hát chung hai nhóc này đi nổi tiếng liền luôn. Hát dạ chung được chị. Được không? Được, dạ được rồi bầu. Rồi vậy là tôi nhận chị, nha. Vậy ảnh là hát chung tới bốn đứa lận á chị. Đâu bốn đứa? Hai đứa này với em với con em nữa chị. Trời. Kèm hát kèm hát thân lắm á, em với ảnh là thân lắm á. Dẹo xanh nở xong đi chị cho Linh hát. Thôi dạ. Hát một câu thôi, hát một câu xíu thôi, đứng trong cánh gà hát một câu xíu thôi à. Được không? Dạ được. Được hả? Thử rồi thử rồi thử rồi. Hả? Nhưng mà mình hát vậy luôn hả? Hay là mình hát cho không khí tươi vui không? Không có được. Không trời được đất hả? Ơi, hát được đi rồi mở màn này nọ vui tươi thì tôi mới cho được chứ. Chứ buồn buồn, đừng nói tôi hát lại bài nãy à, buồn lắm tôi cũng chịu à. Không, em hát nhạc vui, nhạc vui, nhạc vui. Vui không? Nè bà bầu nghe nè, vô nè. Tao thử nha. Hát nữa đi em, lấy mình trăng tô đẹp má hồng. Hát nữa đi anh, dù buồn vui ngày mai ước mơ trong đời đường đi hoa nở xanh vai thuyền bờ. Hay quá, như vậy thì tất cả mọi người vô thay đồ mở màn vô live show. Vô ngon vô ngon, hay quá hay quá cục cưng. Một lần nữa. Bà con ơi, bà con ơi, bão tới rồi, bão
mạnh nhất trong những năm gần đây, hôm nay đã đổ bộ vào đất liền và gây thiệt hại nặng nề tới các tỉnh miền Trung, từ Quảng Bình tới Nghệ An. Theo thông tin ban đầu thì đã có rất nhiều ngôi nhà của người dân bị tốc mái, nhiều công trình công cộng đã không trụ được nơi tâm bão đi qua. Thank you.
chưa dần mà thương, thương quê nhà có mẹ. Trăng khuya mãi bơ vơ với đêm dài. Xa quê vừa nổi mươi, uống chưa vơi suối nguồn. Lời quê chưa đựng ruộng, mận răng biết cắt
năm nào rắt đôi bờ nhai, chỉ hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm dài tóc chị giờ như đã phai. Dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau, lều tranh dắt lá dây trâu quấn quanh hàng cao. Trăng già trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi. Lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi. Ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu, đò ai không mến câu hò buồn biết trôi về đâu. Nhung nhớ cũng đành như một con đò thủy chung, con đò xưa lòng nghe buốt giá con đò bỗng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may, thương lòng chỉ hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Chỉ hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Thấy người xưa kia gặp không may, thương lòng chỉ hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò.
trời còn làm mưa lâu dài. Giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ suối mái lá nghèo cũng đừng giọt xin. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại héo về. Còn dầm mưa tan cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa? Giọt nắng rớt sao hè, con vẫn ngồi nhén bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lớn trên giang bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo chén canh cá cơm cầu. Chén canh cá.
ngắm vườn hoa mai đua nở tuyệt trần. Đồi hương thấy phấn giữa đêm chờ tim bao xuân. Tôi đón xuân giữa đất trời thắm xinh. Chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình. Chúc người yêu thêm tươi đẹp mộng lành. Để cho đôi lứa vui trọn mùa xuân. Chỉ kia quê quán ở
biết chẳng ngờ trên trời nước ta. Em rước đèn đi khắp phố vườn, lòng vui sướng với đèn trong tay. Em múa ca trong ánh trăng già. Đèn ông sao với đèn ca tre, đèn thiên nga với đèn bấp bấp. Em rước đèn này đến cung trăng, đèn xanh lơ với đèn tim tim, đèn xanh lam với đèn trắng trắng, trong ánh đèn rực rỡ muôn màu. Ông sao sao nắm cánh tươi màu, con người rất dài cắn cào qua đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang, đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoa. Tung rinh rinh tung 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 rinh rinh, nay anh sao vui chim sao non ngà. Tung rinh 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 tung rinh rinh, anh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi đời. Trời rực sáng soi anh chàng, lòng ngập tràn mong nhớ về tuổi thơ. Bồi hồi nhìn đàn chúng em đủ vui, rộn ràng đèn trong tay lúc ninh đến. Cùng bạn bè ngồi dưới trăng vàng, kể chuyện ngày xưa lúc còn bé thơ. Đèn hồng hồng xanh tím đèn quanh anh, cùng hòa nhịp hát vui cùng bọn chàng. Hát chị hát nga chúc tôi hồn mơ đến ngày bên trai đất kia. Có bầy trẻ thơ đang ngồi nghe chuyện trên ba cây nghe đời xưa. Hãy hòa đất ca cùng nhạc tình ta, có mọc tung tăng dưới trang. Chiều cuối ngăn ngơ kinh chuyện năm xưa, giờ ngồi làm thơ kích hoài. Tôi chỉ hát ca chúc tôi ngồi mơ đến ngày ngồi nghe chuyện trên ba ghế nghe đời xưa. Hãy hòa đàn ca cùng nhạc tình tang, hoa mọc tung tăng dưới trang. Chú cuội ngâm ngơ kinh chuyện năm xưa, giờ ngồi làm thơ tích hoài. Chú cuội ngâm ngơ kinh chuyện năm xưa, giờ ngồi làm thơ. Tấm hôn duyên sao nhắc đến biệt ly thương cảm nỗi sâu, tiếng về nức nở tràn chưa sân trường, còn lại hai đứa cầm tay nhau nói nhiều cũng buồn. Ngoài trời phượng rơi trống lông vẫn vương, nhớ những bàn thân chung một mái trường, biết bao kỷ niệm mang đến thương rồi. Một tà áo tím dù xa nhau nhớ đừng lãng biết
ngày nhớ nhau, nuối tiếc cuộc vui ân tình phút đầu. Nếu ai đã từng dũng cảm đôi lần nhạt màu hoa thắm, lòng bâng khuâng biết mình đã. Về kỷ niệm lúc còn học sinh, tà áo trinh nguyên tô thắm sân trường, đời học sinh vẫn nét đoan chính, tươi đẹp như màu hoa xinh, có đôi khi thấy buồn một mình. Hồn không phiền không sầu vì ai, màu mắt hôm nay tóc xóa buông dài, lời yêu đương vẫn xót bên tai, những lòng chưa hề yêu ai, bên xuân sinh ước hẹn ngày bên nhau gọi tên, vui say sưa mái trường thân mến, và bao niềm tâm tư khó quên. Bây giờ kỷ niệm trốn vào thời gian, ngày tháng trôi qua hoa nở phai tàn, tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạc cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạc cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Ca sĩ Phi Nhung và ca sĩ Hồ Văn Cường. Khúc Ngồi Buồn Nhớ Mẹ, một sáng tác của ca nhạc sĩ Hamlet Trương với phần thể hiện của Hồ Văn Cường. Xúc động luôn hả chị hả? Cái bài này khi chị nghe thì chị nghĩ đến ai? Lúc là Hamlet Trương hát cho chị thì chị hát trong cái mùa lễ Vu Lan. Thì nói chung là mẹ thì đã mất lâu rồi, thì nói chung mình cũng lớn tuổi nên giống như mình đã biết được cái số phận của mình nó là như vậy. Thì chị hát cái bài này là chị muốn cho con gái của chị nó, chị ngược lại, chị muốn nói những cái gì mà giống như là chị từ hôm Tết tới bây giờ chị chưa về thăm con chị, nên chị hát đặt hết cái niềm tin và với những người xung quanh, mà những người mà ở hải ngoại người ta nhớ quê hương, nhớ mẹ, người ta đi xa, Nhung gồm hết tất cả những cái tình cảm Nhung đặt vô cái bài hát này. Thành ra Nhung hát, khi Nhung hát vừa khóc. Đàn cò bay về nơi thương nhớ, nhớ bến sông xưa in hình bóng của mẹ tôi, nhớ đưa mây làng mây gió, thương nhớ ôi mền mông, bao năm rồi con chưa trở về làng quê. Là có nghĩa là chị
chị hát cái đó là giống như là chị muốn nói với con vậy, là mẹ bao năm mà từ Tết tới giờ mẹ chưa có về mà thăm con á. Cái tâm sự đó cho tâm nên khi mà nghe Hồ Văn Cường hát cho nên là mình nhớ lại cái khoảnh khắc đó đúng không chị? Chị muốn hỏi Cường là vì sao trong rất rất là nhiều bài hát mà mẹ Phi Nhung đã thể hiện thì Cường lại chọn ca khúc này để thể hiện hôm nay ở đây? Và mẹ Phi Nhung có chỉ cho mình nhiều để mà mình thể hiện ca khúc này tốt hơn không? À, sở dĩ mà em chọn cái bài hát này là tại vì em thích những cái ca khúc về gia đình hoặc là có hoàn cảnh xíu á, nên em xin mẹ em hát bài đó. Dạ. Em cảm thấy đồng cảm được đúng không? Dạ. Cái lúc mà em đi thu hoặc là hát hay gì đó thì mẹ sẽ bắt em ngồi đó, đó. Nói chung là giải thích đánh tâm lý. Đánh tâm lý em á. Xong rồi thấy có cảm xúc để hát á, mẹ là hay chơi đòn tâm lý em. À, là để em cảm thấy thương mẹ nhiều hơn, để đặt cái cảm xúc thương mẹ đó vào bài hát đúng không? À, trời ơi. Làm gì Lập? Ủa tự nhiên chỗ này là chỗ của Hòa ngồi, bây giờ sao giờ anh ngồi anh chạm anh ngồi ở đây vậy? Không có Hòa ở đây, anh ngồi anh lấp đầy khoảng trống cho em bớt cô đơn mà. Hòa bây giờ bỏ em đi làm chị thiên hạ rồi. Gì? Yeah. Chị Như là mẹ thiên hạ, bây giờ là tới chị Hòa làm chị thiên hạ. Một người chị thiên hạ. Đúng rồi. Nhưng người chị thiên hạ này biết làm gì không? Biết làm nhiều thứ lắm luôn á nha. Làm gì? Biết mai đồ nè. Trời ơi. Biết trồng cây luôn rồi. Cái trồng cây không quan trọng là biết hái trái cây xuống luôn, ghê không? À, thì nói chung là mình lấy cái tay mình hái nó xuống thôi. Hái không khéo nó dập cái hay cây. Hay quá. Đó. Cái chị này ghê dữ vậy hả? Biết cuốc đất luôn. Trời ơi, chị giỏi quá. Đó, mình chỉ cần ngồi đây, mình nhìn lên sân khấu, mình quay trở lại nghe cái thập kỷ mà cách đây mấy ngàn năm. Trời ơi, cái thập kỷ. Người chị của truyền thuyết. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị đi gặp người chị của truyền thuyết. Xin mời. Chị ơi, bố, chị ơi ơi. Sao? Có đứa ăn liếc nè. Thằng này làm sao? Sáng em mua một đùm rơi thế này này, xong thì nó giật nửa rơi của em rồi. Này. Khóc, mình phải khóc cho thật vào, khóc thế ai mà người ta xem. Úi trời ơi. Rồi nè, để chị xử cho. Bố tổ sư thằng nào ăn cắp rơi của nhà bà nhá. Của nhà bà là không có được nhá. Này, ăn phải ăn hết. Còn thừa một cọng xôi nào nhá. Bà tìm thấy đứa nào nhá, bà vả cho thì vỡ mồm nghe chưa? Áo màu áo xanh chứng kiến rồi. Chị hai ơi. Ôi lại làm sao nữa? Sáng nay em đi mua xôi, có đứa giật hết xôi của em. Rồi lại xôi nữa. Tổ sư đứa nào thích ăn xôi thế? Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được ăn xôi à? Bảo mẹ bảo cha nấu cho xôi nhá. Đừng có thấy nhá, nhà này không có cha không có mẹ, chỉ có con chị này là bắt đầu nhá, bắt nạt hai đứa em nhá. Này, nửa gói xôi. Thằng này cũng lửa gói xôi. Này, thế rốt cuộc là ai lấy xôi? 1, 2, 3. Áo vàng áo xanh không cần chứng kiến cho bà nữa. Biết ngay mà. Suốt ngày như thế, cứ như vậy á, làm sao mà chị đi lấy chồng.
trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong, hàng câu dưới nắng trong lá châu không. Chỉ tôi trông dễ thương bán dâu chờ cầu đồng ngôi à, chỉ vẫn chưa lấy chồng. Người con gái lưng ông có bao người thầm mong theo, mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi, chỉ thương hai đứa em với mẹ già còn đâu ơi à, chị chưa muốn lấy chồng. Rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thương ngày, chỉ lại lo các em chuyên trông con. Ngày chia tay bên sông thấy chi buồn mà thương ngôi à, chỉ vẫn chưa lấy chồng. Rồi mẹ tôi khuất xa, có một người đàn ông qua, họ về xây chiếc cầu. Yeah.
Quý vị thân mến, đó là Hoài Ngân, Viết Học và sự hỗ trợ của Hoa Minzy. Cùng với hai con lắng nghe cảm xúc của hai cặp huấn luyện viên còn lại. Xin mời anh Thanh Duy và chị Khả Như ạ. Hòa ơi, từ tập rồi em đánh trống, tập này em hỗ trợ các bạn trong đội của em đóng vai người chị. Thực sự là anh nhìn thấy được cái tâm hồn của em rất là trong sáng. Và rõ ràng là khi mà em lên sân khấu một cái là em sáng trưng và mọi người phải tập trung vào sự diễn xuất của em. Em diễn rất là từ từ mà từ tốn. Và nó có cái câu chuyện ở trong cái diễn xuất của em á. Thực sự là hồi hôm nay anh ngồi ở đây, anh thực sự anh rất là quý em và yêu mến em, là bởi vì là em là một người rất là có tâm hồn, một tâm hồn rất là nghệ sĩ. Cảm ơn anh. Vậy thì còn tiết mục này của các con thì sao ạ? Chú hơi tiếc một xíu vì ban nhạc không chơi quá nhiều tiết tấu để cho tụi con được phô ra cái chất giọng mộc nhất, nên nó sẽ hơi nguy hiểm cho không chỉ là tụi con đâu mà cả những ca sĩ đã đi hát rồi. Chỉ có những cái tiếng ra, những tiếng dạo nhẹ nhàng như thế buộc lòng người ca sĩ cái giọng hát phải thật là chắc, thật là khỏe. Tụi con có rất là nhiều chỗ hát trên, nhưng quan trọng nhất cái tinh thần và cái tình cảm. Tụi con làm được cái điều mà khiến cho chú phải rơi nước mắt. Cảm ơn ba bạn đã cho một cái tiết mục rất là xúc động ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Các bé sẽ không có diễn xuất được nhiều như Hòa, mà các bé sẽ tập trung vào hát. Nhưng cô thấy được cái cảm xúc của tụi con. Có lẽ vì có cô Hòa ở đó, có cảm xúc ở đó, nên tụi con hát á, nó vẫn có cái gì nó thổn thức trong lòng. Nó thật. Và như mình đang nghẹn ngào, mình hát về người chị của mình đó. Chúc mừng các con, chúc mừng cô Hòa, chúc mừng anh Lập nha. Anh Hồ Vị Trung và Dĩ Nhi thì có giống như vậy hay không ạ? Anh Trung còn đang lắng động tâm hồn lại với bài hát vừa rồi. Phải công nhận là chú Lập với cô Hòa dàn dựng cái phần trình diễn vừa rồi rất là tốt. Không cần phải là quá nhiều đối với sức của hai tụi con. Nhẹ nhàng khúc đầu rất là dễ thương. Từ từ đưa khán giả giống như cô nè đi vào câu chuyện. Và càng về sau thì càng lắng hơn. Nhưng mà giá như trong giọng hát của hai tụi con thêm một chút xíu tình cảm. Cô sắp khóc rồi, cần chút xíu nữa là nước mắt rơi luôn. Chúc mừng hai tụi con. Cảm ơn chị ạ, cảm ơn cô ạ. Không còn gì phải nói rồi, rất là sâu sắc và tạo cảm xúc cho Hồ Việt Trung. Nhưng còn về phần hát á, để bước vào vòng sau nữa thì đòi hỏi tụi con phải có một cái gì đó, một giọng hát phải đầy đủ hơn nữa. Nó phải sâu lắng chút xíu nữa, rắn động lại rồi tụi con hãy hát. Cô Hà cổ ngồi cho tụi con diễn rất là nhiều. Chú thấy là chạy qua chạy lại là làm gì để tạo cảm xúc cho tụi con á. Nhưng lúc mà cô Hà tự đó ra đây ngồi nè, thẫn thờ nè, là chị mình đợi chờ chuẩn bị khóc rồi đó. Phải hát cao trào hơn nữa, lúc đó là cảm xúc nó dồn nén lên rồi nha. Dạ. Cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ý kiến của hai cặp huấn luyện viên còn lại. Còn Hòa thì sao? Thật sự là em rất là tin tưởng anh Lập á, cho nên là khi mà anh ấy bảo là Hòa ơi, tiết mục này em sẽ chửi nha. Ủa, sao chưa gì mà diễn mà bắt em chửi rồi? Tại vì đây là một ca khúc rất là sâu lắng, nó là hai ca khúc kinh điển. Thì thật sự là khi mà giao cho hai con bài hát này, đây đã là một cái thử thách rồi. Mọi người cứ nghĩ là cái bài hát nhẹ nhàng nè, nó sẽ dễ hát hơn này kia. Nhưng thật ra các con phải tập trung cái giọng hát, và cũng như là mình kể ra một cái câu chuyện ấy. Mình kể càng thật thì khán giả mới càng thấm được cái nỗi lòng của mình mà đang kể qua câu chuyện đó. Ngày hôm nay em cũng diễn nên là em chưa nghe được các con của mình hát kỹ càng như thế nào. Nhưng mà khi mà tập ấy ạ, các con cũng đã thể hiện được một cái phần nào cái cảm xúc mộc mạc và nỗi lòng mà em muốn truyền tải tới. Cũng qua nhờ lời nhận xét của anh chị thì em sẽ rút kinh nghiệm để nếu các con có lọt vào vòng trong thì mình sẽ tập luyện cho các con nhiều hơn. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. À, còn về anh Lập thì anh Lập mới bảo là bây giờ em lên sân khấu thì em phải tạo ra những cái hoạt cảnh ấy để tạo cảm xúc cho hai con. Anh Lập có bảo chương trình chuẩn bị cho em cái cuốc nè, cái giá đựng rau, rồi cái bức thư này kia để em có thể diễn. Mấy cái đó là xinh dần đó em. Ngày hôm qua thì em diễn nhưng mà em vẫn chưa có thể nhập tâm vào á. Nhưng mà anh Lập cũng nói với em nhiều, làm em thì làm tốt không lắm biết. Đó Hòa, thật sự dạ, cảm tốt. Ơn anh rất là nhiều. Rất là dễ thương, Hòa dễ thương. Cái vòng trước đây tụi con có thể hát bằng cái kỹ thuật, nhưng đã vào vòng này rồi, tụi con phải hát bằng cảm xúc. Quan trọng nhất vẫn là cảm xúc. Cái bài này ban đầu á, Hòa nói với anh á, đúng là nó buồn kinh điển á. Chú sợ lắm, chú sợ cái gì đó nó quá là quỷ mị, nó quá là bi thương đi. Chú nói thôi, bây giờ mình diễn tả một cái câu chuyện ba chị em, nó dí dỏm một chút xíu, mở cảnh là bà chị này bà rất là hung dữ đi chi. Bà hung dữ là bởi vì để bảo vệ các em thôi. Nhưng mà phía sau là cả một câu chuyện của người chị Hòa đó. Làm hết tất cả mọi thứ, dẫn dắt cảm xúc khán giả từ ban đầu vui nhộn, tiết tấu rất là dữ dội, dần dần mềm mại dần và
đưa các con vào trong bài nhạc. Thì đó là một cái món quà mình gói ghém ở trong đó nhiều cái cung bậc cảm xúc để mang đến cho khán giả. Khán giả mở ra một cái ôi, vừa được cười, vừa được cảm nhận. Đó là một cái món quà rất là quý giá mà tụi con cũng như là cô Hòa và chú gửi gắm cho nó gửi đến cho khán giả. Xin chúc mừng tiết mục này của hai con với sự hỗ trợ của cô Hòa Minzy và chú Huỳnh Lộc, có một cái tiết mục rất là đông đầy cảm xúc. Một tràng hốt tay cho hai con. Xin cảm ơn Hòa Minzy.
vừa xanh, từng chàng bước đông đưa nhớ người xưa từng ở nơi này. Cho ta thêm yêu dấu chân ngàn năm đi mở đá, cho ta thêm yêu bầy chim sao. Anh mê vợ bé.
hoang, má thương, má thương nào, ba sắp về rồi con, hoang hoang nha, ba thương, ba thương, ba sắp về rồi, hoang hoang nào, hoang. Con cười với má đó phải không? Con cười đúng không? Má ơi, má đừng có như vậy nữa được không má? Má nhìn nè, con mới là con của má. Còn đây là gì? Đây chỉ là một con búp bê thôi mà má. Đây là con của tôi. Cô là ai vậy hả? Hai người là ai? Con tôi ở đây nè. Hoàng, 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 hoàng nha. Má thương, má thương. Ờ, nín, nín, nín. Không có, có má ở đây. Không có gì mà sợ hết. Má thương con. Từ khi mà ba bỏ má đi á, má mình trở nên điên loạn vậy. Ngay cả tụi mình là con của má mà má cũng không nhận ra nữa. Nếu mà cái tình trạng này nó cứ xảy ra vậy hoài á thì... Thôi mà chị hai, dù sao thì mình cũng là phận làm con, mình phải có trách nhiệm lo cho cha cho mẹ của mình chứ chị hai. Mặc dù á má không có nhớ mình là ai hết chị hai, nhưng mà mình vẫn phải lo cho má. Má ơi, má, má ăn cơm không má? Má ăn cơm không? Tụi con lấy cơm cho má ăn nha má. Cơm? Em bé uống sữa. Không có cơm. Sữa, sữa, sữa. Thôi giờ để con lấy nước cho má uống nha má. Ngoan, 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 đến đến. Má thương. Nước của má nè má. Không phải. Nước. Sữa. Sữa, 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 sữa. Ngoan, ngoan, ngoan. Má cho bú sữa nha. Ngoan nào, má cho bú sữa. Từ ngày á mà ba đi, má buồn, rồi má cũng bỏ hát luôn. Thôi thì hôm nay con có mời mấy chú trong ban nhạc ngày xưa là bạn của má đó má, về đây để đàn cho má nghe những bài ngày xưa mà má hay hát đó má. Hồi xưa má hát hay lắm đó má. Đúng rồi đó má. Con mong là sau khi á mà má nghe á thì má sẽ bớt nhớ ba hơn và sống vui vẻ với tụi con nha má. Nha má. Hát. 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 Đẹp. Má đẹp lắm má, má đẹp ơi. Đẹp. Đẹp. Mấy chú ơi, mấy cô ơi. Thôi má qua đây ngồi nha má. Thank you.
Con ăn nha. Má tỉnh rồi hả má? Má tỉnh rồi em ơi. Chị Hai ơi, má tỉnh rồi. Má giờ má nấu cơm làm sữa cho con bú nha. Ngoan ngoan nào. Đây 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 má đây. Nín nín nín. Má thương, bà sắp về nha. Thôi mà chị Hai, em nghĩ cái cách này á cũng hữu dụng lắm á chị Hai. Nếu mà mình làm như vậy với má hoài á thì có thể má sẽ tỉnh dậy á chị Hai. Má sẽ nhớ là tụi mình là ai á chị Hai. Ừ, cố gắng lên. Đêm dài nghe tiếng giọng cô dần trăng khuya cung đàn buồn tiếng không tiếng gõ nhịp sóng lang ai quán không tơ lòng như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu về cha giờ xa xứ bỏ quê nhà bỏ lại mẹ con bên chín cầu tre cuối xóm bỏ lại dòng
đời riêng, tôi qua thân trọn tình cùng đời chung sân khấu. Vua hẹn tôi trung đào thương ngày kép võ quyền sống với đam mê thác trọn giới dài tuồng. Dạng tình sắc son với sân khấu muôn màu, dù đời thôn già hay chốn phồn hoa vẫn đắm say bao thế hệ qua từng câu ca sân khấu cài lương cũng không thể lung lay được niềm đam mê bất tận. Cả một kho tàng mà chúng tôi xin gìn giữ để đến mai sau cài lương mãi lưu truyền. Dù cho giật đôi sao trời lòng ta son sắc dạng tình thủy chung. Yeah.
đò nào được. Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ rơi hoài để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên vạn bầu, mẹ chồng cha hai bữa cơm nghèo chén canh ca trời xa mưa giông cho buồn lòng đưa con xa xứ, dòng cô hương với bao kỷ niệm ngày xưa thương nhớ lại đông đây. Trời đẹp nắng lên, mái lá nghèo không còn giá lạnh nữa. Cả nhà vui bên bữa cơm nghèo, nhưng buổi chiều trời đã mưa giông đó, cha mẹ đã đi đi mãi không về. Trên sông buồn mưa tạnh, con ngồi muốn chút cạn thâm tình nở theo hương khói bay bay. Trời sao bài cánh lá lai cho quan nghẹt lâm tay, giông bão chỉ một ngày mà bao nỗi tan cơn mưa thì trời lại
một lần nắm lấy đôi bàn tay của người dân quê tôi hiền hòa chân chất, lao động miệt mài ruộng xóm đồng trưa dân tặng cho đời qua thơm lúa chân. Về lại quê hương sống chân lì tre là ngàn dừa rậm bóng, dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đau, dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Ai có đi xa nơi chốn nhau cắt rung mây tâm tia rồi nhớ nhung và viết trong lòng hương vị muôn nước lèo đặc sản quê em, bánh bia dùng thơm ngọt lòng trao điệu múa lâm tôn đêm chùa giới khai hội nói nhân ân tình của lữ khách phương xa. Rồi anh mới ghé vào đây
tình mình đến làng chiến triều trinh. Em tiền anh xa công làng với đôi mắt thân thương. Giặc tan rồi anh lo xây dựng lại quê hương, cho đất nó thêm giàu thêm đẹp. Mai mốt có ghé vào đây em lại đây. Trình Thái hậu, Đức vua đã về đến hoàng cung và xin được vào diện kiến cùng Thái hậu. Người ra bẩm báo với ngài ngữ rằng ta không được vui, xin ngài ngữ hãy quay về. Dạ muôn tàu. Đi. Tuân lệnh. Lệnh mẹ, ngày mai là ngày vũ kỵ của Tiên Dương. Con mãi mê săn bắn ở rừng Thuận Trực. Trên đường về gặp phải mưa to gió lớn, thuyền ngược nước nên con không về đúng như lời mẹ dạy. Con có lỗi, xin mẹ hãy phạt roi rồi tha thứ cho con. Mẹ đừng giận, kẻo hao mòn ngọc thể. Cảm ơn ngài ngữ đã để lòng lo lắng. Nhưng kể từ bấy giờ ngài chớ bận tâm, đừng chầu cũng để hộ ta nữa. Quyển từ cuốn lục kia đem xé cho rồi, ngài ghi chép lời ta chỉ càng thêm mai mía. Lên mẹ, con không dám. Ngài không dám từ ngửa miệng mà môi, chứ thật trong lòng ngài đâu kiên nể. Dỗ khi Tiên Dương ngày còn dám xem thường thì có nghĩa gì những lời ta giấu. Xin mẹ hãy tha thứ cho con. Thôi, đêm đã quá khuya, ta cần nghỉ ngơi, xin ngài hãy lui về. Mẹ ơi, đi. Con đã biết tội con rồi và sẵn sàng chờ lên mẹ phạt rồi. Chỉ cầu mong chăm rồi mới đáng tội vô nghi, không cần phải nể kiên gì, ta sẽ thi hành để làm gương. Không dạy được con là tội ở nơi ta. Kìa mẹ, đừng đánh nữa mẹ ơi, mẹ ơi. Làm sao
hàng vui vô cùng. Chơi tiếng dương và thần dân trăm họ, chỉ con ngồi giữa ngai vàng mà ta không còn phận mẹ dạy con mình. Câu hiếu thần giữ gìn gương nghĩa nhân. Mẹ ơi trong lòng con mẹ như gì, tính đâu từng bước con đi, mẹ dẫn lối đưa đường. Con luôn thấy mình nhỏ dại bên người mẹ từ tâm trí tuệ tinh tường. Sách chữ nôn, sách thập điều, điều gió chính tay ngài ghi chép. Ngài biết dạy cho người những điều hay đẹp. Sao đạo làm con ngài không giữ cho tròn. Lời dạy của mẫu thân như thước ngọc khuôn vàng, con trẻ xinh khắc ghi trong tận cùng tâm. Nếu được vậy thì ta rất mừng. Thôi, đêm đã khuya, ngài ngự hãy lui về an nghỉ, để sáng mai còn lo cho ngài kỳ của tiên chưa. Nhưng còn tội bất hiếu của con, xin mẹ hãy phạt rồi thì con mới yên lòng là mẹ đã tha thứ và không còn hờn giận. Rồi con dâng mẹ và cúi xuống đây chờ nhận lãnh tội hình. Ngày vui chơi săn bắn, quan quân theo hầu ngữ sức nhọc nhằn, lại còn phải hộ giá ngài giữa đêm gió mưa rét lạnh. Nếu như ngài muốn ta tha không giận thì ngài hãy ra lệnh ban thưởng xứng đáng cho quan quân. Ta không cần phạt soi và coi như ngài đã đói công. Cool.
mẹ cha ơn cha nghĩa mẹ con đời được là bao. Bây giờ con đã về đây nhưng mẹ cha nơi chính suối chân mây ơn sâu nghĩa nặng lòng con xin luôn ghi nhớ suốt đời đạo con chưa hiểu ghi đầu ơn cha nghĩa mẹ khắp suốt trọn đời. Khắc sâu